Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Tuấn Mạnh. Nguyễn Tuấn Mạnh sinh ngày 31 tháng 7 năm 1990 tại Thanh Hóa, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho Sana Khánh Hòa tại V-League và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Mạnh, ngày sinh 31 tháng 7 năm 1990, nơi sinh Thanh Hóa, Việt Nam, chiều cao 1m81, vị trí thủ môn. Thông tin về câu lạc bộ: câu lạc bộ hiện nay Sana Khánh Hòa, số áo 26. Về tuổi thơ, Tuấn Mạnh sinh ra ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, trong một gia đình có hai anh em. Anh là Nguyễn Trọng Hùng, cha anh là vận động viên Nguyễn Trọng Chữ, vốn là cây truyền hai có tiếng ở xứ Thanh, sau đó di chuyển vào Gia Lai lập nghiệp. Năm 1999, Tuấn Mạnh cùng anh trai theo mẹ vào Gia Lai và sống cùng cha. Năm 2005, anh lọt vào đội năng khiếu bóng đá của tỉnh Gia Lai. Sau thời gian luyện tập thì đến năm 2006, anh chính thức được gia nhập vào Hoàng Anh Gia Lai. Sự nghiệp câu lạc bộ. Năm 2005, sau một thời gian luyện tập, Tuấn Mạnh được chọn vào đội U15 của Hoàng Anh Gia Lai. Anh thường xuyên góp mặt trong đội hình các lứa trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu tại các giải đấu trẻ trong nước. Năm 2009, anh cùng đội U19 Hoàng Anh Gia Lai lọt vào tới trận chung kết giải U19 quốc gia năm 2009. Dù chỉ nhận được huy chương bạc sau khi thua U19 Viettel ở loạt sút 11m trong trận chung kết, nhưng đó đã là một thành công lớn riêng đối với anh, cũng như đối với những đồng đội của anh. Tại vòng chung kết U21 báo thanh niên năm 2010, Tuấn Mạnh đã cùng đội U21 Hoàng Anh Gia Lai giành huy chương đồng. Sau đó, Tuấn Mạnh được gọi vào đội tuyển U21 quốc gia báo thanh niên, tham dự giải báo thanh niên quốc tế năm 2010. Nhờ thành tích ở những giải trẻ, Tuấn Mạnh đã được ban huấn luyện đội 1 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để ý đến. Anh đã chính thức được câu lạc bộ đôn lên đội 1 trong mùa giải V-League 2010. Trước đó, Tuấn Mạnh cũng có trận đấu đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai trong trận thua 1-4 trước SHB Đài Nẵng tại sân Chi Lăng mùa giải 2009. Việc góp mặt trong đội một của câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam khi chưa đầy 20 tuổi chính là một thành công đáng nhớ trong sự nghiệp trở thành thủ môn chuyên nghiệp của anh. Tuy nhiên, trong suốt mùa giải 2010, Tuấn Mạnh gần như không có cơ hội thi đấu. Anh góp mặt trong đội hình 1 chủ yếu để rèn giũa khả năng của mình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thái Lan. Cơ hội khẳng định bản thân đã đến với Tuấn Mạnh trong trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Vissem Hải Phòng tại vòng đấu thứ 6 mùa giải 2011. Ngày 13 tháng 3 năm 2011, sau khi vào sân ở hiệp 2, Tuấn Mạnh đã thi đấu xuất sắc, từ chối nhiều cơ hội của đội chủ nhà, giúp Hoàng Anh Gia Lai giành được 1 điểm. Tới trận đấu tiếp theo, Tuấn Mạnh được bắt chính, Hoàng Anh Gia Lai đã chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Tuấn Mạnh đã chơi nổi bật khi cản phá nhiều cơ hội ghi bàn của Antonio Tasamala. Trong mùa giải 2011, Tuấn Mạnh đã thi đấu tất cả 13 trận cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chưa ngồi ngoài nỗi buồn thất bại SEA Games, thì kể từ triều đại, huấn luyện viên Hàn Quốc Choi Joon-kun 3 mùa giải 2012, 2013 và 2014, anh chỉ được bắt tổng cộng đúng 13 trận và chủ yếu làm dự bị thay cho Basen Apan, người Nigeria. Quả thật, việc ít thi đấu dường như đã khiến anh bị ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lãng quên và hệ lụy là anh không được gọi vào SEA Games 27 ở Myanmar. Bước vào đầu mùa giải 2015, với việc đôn gần hết lứa U19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal lên đội 1 thì Bầu Đức quyết định thanh lọc gần như toàn bộ đội hình cũ của Hoàng Anh Gia Lai để dành suất cho lứa cầu thủ trẻ. Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai thay thế toàn bộ nhân sự đội bóng, Tuấn Mạnh chuyển về thi đấu cho Sana Khánh Hòa. Về đội tuyển quốc gia, sau màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2011, Tuấn Mạnh đã được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng triệu tập vào danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012. Tuấn Mạnh đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 2011. Đó là trận đấu đội tuyển Olympic Việt Nam gặp đội Olympic Arab Saudi trên sân Sultan Bin. Trong trận đấu đó,
Tuấn Mạnh vẫn giữ được phong độ tốt, cản phá được nhiều cú sút của đội bạn. Trận đấu thứ hai, Tuấn Mạnh bắt chính trong màu áo Olympic Việt Nam là ngày 23 tháng 6 năm 2011 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã để thua Olympic Arastadium với tỷ số 1-4 và chia tay vòng loại Olympic London 2012. Ngày 20 tháng 9 năm 2011, Tuấn Mạnh tiếp tục góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự cúp bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Ở giải đấu này, thủ môn Tuấn Mạnh đã bắt chính trong hai trận đấu U23 Việt Nam, thua sinh viên Hàn Quốc 0-1 và thắng U23 Singapore 2-1. Kết thúc mùa giải, U23 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3. Để chuẩn bị cho SEA Games 26 tại Indonesia, Tuấn Mạnh góp mặt cùng U23 Việt Nam tại giải VFF Cup tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, anh đã bắt chính trong hai trận U23 Việt Nam hòa U23 Uzbekistan và hòa U23 Malaysia cũng với tỷ số 1-1. Tại SEA Games 26 tại Indonesia là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ Tuấn Mạnh. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam đã thi đấu không thành công khi chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Thủ môn trẻ Tuấn Mạnh được bắt chính hai trận đấu quan trọng là trận khai mạc ở vòng đảng U23 Việt Nam đã thắng U23 Philippines với tỷ số 3-1 và trận tranh giải ba U23 Việt Nam thua U23 Myanmar 1-4. Tuấn Mạnh đã có bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Ngay sau khi lên thi đấu ở đội tuyển Olympic, anh đã được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Fagoret đánh giá cao và phần thưởng cho Tuấn Mạnh là một vị trí trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trước đội tuyển Qatar tại vòng loại thứ 2 World Cup 2014. Đáng tiếc, Tuấn Mạnh vẫn chưa có cơ hội khẳng định bản thân. Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng chia tay giải đấu đó sau khi để thua Qatar với tỷ số 2-4. Tại vòng loại Asian Cup 2019, lượt trận thứ 6, Tuấn Mạnh vào thay cho Văn Lâm trong trận gặp Jordan. Anh đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để bảo đảm tỷ số 1-1 cho Việt Nam.